soi kèo Bồ Đào Nha với Ghana tại World Cup 2022 tại lượt trận bảng G vào lúc 23 giờ theo giờ Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2022. Hãy cùng xem bài viết nhận định từ các chuyên gia. Bồ Đào Nha được đánh giá khá cao tại bảng H, nhưng thách thức cũng sẽ là không ít khi các đối thủ còn lại đều có thể gây nên bất ngờ. Trận đầu tiên, thầy trò ông Fernando Santos phải vượt qua chướng ngại vật là đội tuyển Ghana, có lối chơi tốc độ và cực kỳ giàu thể lực. Nhận định chung trước trận đấu, Bồ Đào Nha đang sở hữu một đội hình pha trộn giữa sức trẻ của nhiều tài năng mới nổi và kinh nghiệm của những lão tướng từng kinh qua không ít trận đấu lớn nhỏ. Mặc dù không phải đang sở hữu thế hệ cầu thủ vàng nhưng đội bóng đến từ bán đảo Iberia là cái tên không nên bị xem thường. World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà Ronaldo tham gia với tư cách là cầu thủ. Siêu sao 37 tuổi đã cùng các đồng đội trải qua không ít khó khăn mới có thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và đây sẽ là một hành trình đầy ý nghĩa với họ. Thời điểm hiện tại, Bồ Đào Nha không phải là đội bóng mạnh nhất châu Âu đứng top trong bảng xếp hạng World Cup 2022, lại càng không khi so bì với những tên tuổi khác, nhất là các đội bóng đến từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, họ vẫn là một cái tên đáng gờm tại bảng H và được đánh giá là ứng cử viên cho tấm vé đi tiếp. Bên phía đối diện, Ghana chắc chắn đặt quyết tâm cao ở trận ra quân, nhất là khi họ phải đụng độ đội bóng mạnh nhất bảng là Bồ Đào Nha. Hành trình vòng loại của Ghana ở khu vực châu Phi là khá vất vả, khi đa phần họ chỉ toàn thua và hòa là chính. Nhưng Ghana cũng từng có biệt danh là những ngôi sao đen bởi lối chơi bền bỉ và mạnh mẽ của họ. Chúng tôi nghĩ Ghana cũng gây khó khăn không nhỏ cho Bồ Đào Nha. Đối thủ của Bồ Đào Nha là đại diện đến từ châu Phi, Ghana. Đây không phải là một đội bóng mạnh khi chỉ toàn hòa và thua ở vòng loại nhưng vẫn may mắn giành được tấm vé đến Qatar vào mùa đông năm nay. Tuy nhiên họ sẽ khó lòng vượt qua được vòng bảng bởi đội hình không có nhiều cái tên nổi bật, thiếu chiều sâu. Đặc biệt phải ra quân ở trận mở màn gặp Bồ Đào Nha thì áp lực mà các cầu thủ Ghana phải nhận lấy là không hề nhỏ. Lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha với Ghana. Bồ Đào Nha và Ghana từng chạm mặt nhau tại bảng GVKORLDCUP 2014 tổ chức tại Brazil. Trong lần màn đọ sức năm đó thì Bồ Đào Nha đã đánh bại Ghana với tỷ số 2-1, trong đó có một bàn của siêu sao Ronaldo. Thời điểm hiện tại dù đã 36 tuổi nhưng Ronaldo vẫn là tay săn bàn hàng đầu thế giới và đây là cái tên mà Ghana phải dè chừng. Chắc chắn rằng, hàng phòng thủ của đội bóng đến từ châu Phi sẽ phải dè chừng lão tướng 36 tuổi đang thi đấu cho Man United. Tỷ lệ kèo trận đấu Bồ Đào Nha với Ghana tại World Cup 2022 cập nhật mới nhất là một nền bóng đá phát triển và sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao lớn. Dĩ nhiên là Bồ Đào Nha sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đại diện của châu Phi. Nên Bồ Đào Nha chấp Ghana khá sâu. Cụ thể tỷ lệ kèo Bồ Đào Nha với Ghana được các nhà cái uy tín đưa ra như sau. Bồ Đào Nha chấp chỉ có một trái nên kèo này cũng khá thơm cho ai hâm mộ Ronaldo CR7. Dự đoán kết quả bóng đá Bồ Đào Nha với Ghana. Dù nằm chung bảng đấu với Uruguay hay Hàn Quốc, nhưng Bồ Đào Nha là đội bóng được đánh giá mạnh nhất nhóm. Do đó, sự tự tin cũng như kinh nghiệm chinh chiến có thể là chìa khóa giúp đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos dễ dàng vượt qua vòng bảng. Với Ghana là một đội bóng giàu thể lực nhưng kém về chiến thuật lẫn hiệu suất, không có để Ronaldo và các đồng đội vượt qua kèo chấp một trái. Còn với mức kèo tài xỉu đang rời vào 2/2.5, anh em nên đi tài cho yên tâm bởi khả năng cao hàng công của Bồ Đào Nha sẽ xé nát mảnh lưới của Ghana ở trận đấu lần này. Tổng hợp dự đoán: tỷ số chung cuộc: Bồ Đào Nha 3, 1 O 4, 1 Ghana. Kèo tài xỉu: tài. Kèo trên dưới: Bồ Đào Nha. Kèo phạt góc: tài. Đây chính là tin tức đắt giá để các anh em phân tích soi kèo cá cược Bồ Đào Nha với Ghana thuận lợi.